Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Ngày hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cho tất cả các bạn một thủ thuật là tìm lại cái mục tìm bạn bè quanh đây trên Facebook. Cho phiên bản Facebook mới nhất nó sẽ có bị mất cái phần là tìm bạn bè quanh đây. Đa phần là vậy. Và mình cũng gặp một trường hợp y chang vậy luôn. Rồi, video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn là cách bật lại cái tính năng tìm bạn bè quanh đây ha. Rồi, video dành riêng cho những bạn nào chưa biết, còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua giùm mình. Rồi, bây giờ mình tiếp tục video nghe các bạn. Các bạn mở Facebook lên nè. Các bạn chọn vào chỗ ba gạch. Rồi, ở đây các bạn nhìn nè. Không còn cái mục bạn tìm bạn bè quanh đây nữa ha. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ chụp màn hình giùm mình cái phần này. Đây mình sẽ chụp trước nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục những cái thao tác để mình bật lại ha. Các bạn sẽ chọn trợ giúp và hỗ trợ. Các bạn chọn báo cáo sự cố. Các bạn chọn tiếp tục báo cáo sự cố. Các bạn chọn thêm vào báo cáo. Ở đây thì các bạn chọn là bạn bè quanh đây. Rồi cái mục mô tả sự cố đây. Đây. Mình đã có soạn một cái tin nhắn để mình gửi lên Facebook nha các bạn. Đây. Để mình đọc cho các bạn nghe nha. Xin chào đội ngũ Facebook. Sau khi tôi cập nhật Facebook lên phiên bản mới nhất thì tài khoản Facebook của tôi bị mất tính năng tìm bạn bè quanh đây. Tính năng này rất hay và hữu ích. Rất mong đội ngũ hỗ trợ cập nhật lại giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Rồi, bây giờ mình sẽ copy cái đoạn tin nhắn này. Đó. Rồi mình sẽ dán vào cái chỗ là mô tả sự cố đây. Đây. Và cái mẫu tin nhắn này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video luôn. Nếu bạn bè nào mà cần thì lấy sử dụng ha. Rồi cái chỗ file đính kèm đây. File kèm đây cái tin cái này là cái ảnh có sẵn mình bỏ ha. Rồi, các bạn sẽ chọn thêm hình ảnh nè. Là cái ảnh lúc ban đầu mình đã chụp màn hình nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn nó ha. Rồi. Sau khi đã xong hết rồi thì các bạn sẽ chọn nhấn vào cái mũi tên ở phía góc tay phải nè. Rồi, như vậy là xong nghe các bạn. Công việc của mình bây giờ là đợi Facebook nó cập nhật lại phiên bản mới nhất cho mình. Vậy là xong ha. Rất là đơn giản luôn. Rồi, chúc các bạn thành công. Mình cũng tạm dừng video ở đây luôn ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.